nhớ lại về phong cách trẻ trung và hiện đại hơn. Phần đầu xe được chăm chút với lưới tản nhiệt kép bên chrome, cụm đằng trước mang đậm phong cách thể thao. Cụm đèn pha trên Cruze 2015 vẫn được sử dụng bố cục giống như phiên bản cũ, nhưng có thêm giải đèn LED ban ngày nằm ngay trên cụm đèn sương mù dạng projector. Nội thất Cruze 2015 được thiết kế tinh tế và hiện đại, đi kèm màn hình cảm ứng 7 inch. Điểm nhấn của chiếc xe chính là cửa sổ trời cùng hệ thống giải trí đa phương tiện, cùng một dòng nằm trong phân khúc C như chìa khóa thông minh Smart Key, nút khởi động Start Stop cùng với hệ thống giải trí toàn cầu Chevrolet Smiling. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh YouTube của tôi. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật những video tiếp theo trên channel Quỳnh và Lệ. Nhớ subscribe để không bỏ lỡ.